Em Ngọc Hữu Autocar xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thanh dậy vào buổi tối ngày hôm nay em đang có mặt tại một xưởng rang cà phê của gia đình, và ở đây em chắc chắn một điều rằng anh chị có thể tìm tất tần tật mọi thứ liên quan đến cà phê, nhất là những nguyên liệu đầu vào của các giống cà phê như Robusta hoặc Arabica, hai dòng cà phê có thể nói là chủ lực tại thị trường cà phê rang xay Việt Nam. Thưa anh chị, thì bây giờ mình sẽ coi ở đây chúng ta sẽ có gì nhé. Và ở bên trong căn phòng kia thì có thể nói là chúng ta có được một cái máy rang. Công suất của cái máy này có thể nói là cho ta được 30 kg cà phê thành phẩm trong một mẻ rang, kéo dài tầm khoảng 30 đến 45 phút thưa anh chị. Và cái máy này có thể đáp ứng ra thị trường khoảng đâu đó khoảng 700 đến 1 tấn thành phẩm trong vòng một ngày nha anh chị nha. Và ở bên này chúng ta có một cái máy ép bao bì, công suất cũng không lớn lắm. Công suất cái máy này thì chỉ là công suất tầm trung thôi. Đó. Và ở đây thì em có thêm một cái máy pha cà phê tên gì. Nó là một cái máy công suất cho gia đình để tụi em thử những mẻ cà phê khi rang và thử luôn tại trên cái máy này nha. So với những cái máy pha cà phê tại công suất quán thì chiếc máy này chỉ đáp ứng công suất gia đình thôi, nhưng mà nó đủ để cho nhu cầu của tụi em thử những ly cà phê khi đưa ra thị trường nha anh chị nha. Và một cái không thể thiếu đó chính là nguyên liệu cà phê thưa anh chị. Đây là cà phê nguyên liệu chưa rang nha anh chị nha. Thì toàn bộ cà phê ở đây có thể nói là được tách tạp rồi, có nghĩa là bao gồm bụi cũng như là đá cây que được tách hết rồi, và đây là nguyên liệu sạch 100% bên xưởng em nhập về nha anh chị nha. Đó, và được rang trong cái phòng đó. Thì tại đây thưa anh chị, ok, một cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế của FSSPCA. Đây thưa anh chị. Đó. Đây nha. Ok. Và đây thưa anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Diệu Trần. Và đây là một cái nguồn thu nhập được gọi là cũng khá là đáng kể của em đó. Và nếu anh chị nào muốn cộng tác cùng với em về thị trường đó, thị trường nông sản, đây thưa anh chị, ví dụ đây em có những cái gói cà phê đó, những loại mẫu cà phê, anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại của em đó. Nói chung là về nguyên liệu chưa rang cũng như là thành phẩm thì như em đã nói là tụi em có giấy an toàn thực phẩm của khi mà tụi em đăng ký kinh doanh, đó là giấy an toàn thực phẩm bắt buộc tại thị trường Việt Nam. Và cái thứ hai nữa, tụi em có cả giấy an toàn thực phẩm quốc tế đó. Và hơn hết thì cái anh ngồi trong nhà đó thưa anh chị, đó là anh Trần Vũ Diệu đó, cây sâm vàng năm 2012 đó. Và em thì một ngày của em bắt đầu thì bắt đầu từ đây, bắt đầu nghĩa là sáng dậy pha ly cà phê uống, leo lên xe ra ô tô đó. Và gia đình thì cũng sử dụng một chiếc Everest, đây chiếc em biển mà hôm bữa em có quay anh chị đó, chiếc này mới lấy mới chạy bàn đó. Và ở đây thì có thể nói là những anh chị nào kinh doanh cà phê
Ví dụ anh chị cần ra một thương hiệu cà phê mà mình có thể đưa về đây gia công sản xuất rất là ok, rất là chi tiết luôn nha anh chị nha. Đó, ví dụ như ở đây đây nha anh chị nha, toàn bộ là cà phê 100%, và ở đây là chỉ có đặc biệt là những dòng cà phê như pha máy đó, thị trường cà phê pha máy và pha phin đó, và toàn bộ đây là cà phê rang mộc 100%. Và chủ lực cà phê bên em thì có thể nói là ví dụ như em có Arabica đây. Đây là Arabica nha. Đó. Và rang cà phê là chắc chắn ở trong cái cối rang này, không phải rang củi nha anh chị nha. Đó, điện ga. Đó. Và nếu như anh chị nào đang kinh doanh mặt hàng nước giải khát thì em nghĩ đây là một địa chỉ có thể nói là rất là sao ạ? Rất là tin cậy em gửi đến anh chị trong ngày hôm nay nha. Và trong này cũng có một chút xíu gì đó được gọi là đam mê và tâm huyết của em gửi gắm trong này. Và ngày hôm nay em gửi đến anh chị công ty trách nhiệm hữu hạn Diệu Trần, chuyên về dòng cà phê rang xay, và số điện thoại 0983 75 74 75. Anh chị có thể gặp trực tiếp chuyên gia, đó là anh Diệu Trần, hoặc có thể lên tới Bảo Lộc alo em vào số điện thoại 0976 124 949. Em có thể tư vấn trực tiếp cho anh chị về mặt hàng này nếu như anh chị nào đam mê mặt hàng này nha anh chị nha. Đó. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nói chung là bữa nay em cũng rất là nhiều việc cho anh chị, đất đai rồi cà phê, chào quán, rồi chăm sóc khách hàng, cũng không có thời gian để quay xe cho anh chị. Thì sau buổi tối ngày hôm nay vào ngày mai thì anh chị em vẫn tiếp tục quay chi tiết những chiếc xe mà em kinh doanh gửi đến anh chị đó. Và trong ngày hôm nay xin gửi đến anh chị nha một địa chỉ rang xay cà phê, chế biến, chăm sóc thương hiệu. Ví dụ như anh chị muốn ra một hãng cà phê cho riêng mình, khi mình đăng ký kinh doanh xong, mình set up bao bì xong, mình có thể gửi trực tiếp vào đây, có thể gia công đóng gói bao bì cho anh chị và cam kết được chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho anh chị. Đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị đã coi video của em, chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe và mua được chiếc xe mình mong muốn nhất, và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật thị trường cùng em, các mặt hàng em kinh doanh và mặt hàng em đang buôn bán nha anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.